Hello everyone, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của TOEIC Sơn Yến. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng học một số từ vựng và chữa một số câu hỏi về chủ đề đó là prepositions of movement, giới từ chỉ sự di chuyển. Và nhiệm vụ của chúng ta sẽ là gì ạ? Fill in the blanks with into, onto, over, around, up, out of, across, off, and through. Nghĩa là chúng ta sẽ điền vào những chỗ trống với những cái giới từ cho sẵn. Và chúng ta nhớ là những cái giới từ này nó sẽ đi kèm với một số đó, những cái từ đằng trước nó, đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ bắt đầu ngay với câu đầu tiên. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy đó là I want to travel all the world and see all the countries. Chúng ta có cụm từ đó là vòng quanh nó gì ạ? Around, đúng không ạ? Travel around, nghĩa là đi vòng quanh. Đi vòng quanh thế giới, cho nên từ travel around. Tiếp theo, someone is jumping obstacle. Đây chúng ta có nhảy qua cái gì? Chúng ta buổi trước chúng ta đã học cụm từ này rồi, jump over, nhảy qua một cái gì đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có câu tiếp theo, Mr. Bennett is driving the tunnel. Xuyên qua, chúng ta có từ xuyên qua đó là through. Driving through, đi xuyên qua cái tunnel, cái là cái đường hầm. Tiếp theo chúng ta có Mrs. Hamilton is climbing the stairs. Chúng ta có cụm đó là climb up, trèo lên, đi lên, trèo lên, climb up. Câu tiếp theo, the students are going the classroom. Những học sinh này thì đang đi ra khỏi lớp, đúng không ạ? Chúng ta có đi ra ngoài, đó là chúng ta có từ go out of, đi ra ngoài. Tiếp theo chúng ta có cụm fall. A strawberry cake is going to fall, the bear said. Ở đây chúng ta có là rơi lên đầu, đúng không ạ? Rơi lên đầu. Chúng ta có cụm nào fall onto, fall onto, rơi lên đầu, rơi lên cái gì đó, fall onto. Tiếp theo chúng ta có đó là the man is about to fall a rock. Có nghĩa là người đàn ông này thì đang chuẩn bị ngã khỏi cái thảng đá này. Chúng ta có từ fall off, ngã, là bị ngã, fall off, ngã khỏi cái gì đó. Cụm từ nhảy qua chúng ta biết rồi, đúng không ạ? The young soldier wants to jump over the wall, nhảy qua cái tường này. Tiếp theo chúng ta có từ the policeman is helping the man go. Đi qua đường chúng ta có cụm đó là go across. Go across, đi qua đường, go across the street, đi qua đường. Chúng ta sẽ có cụm tiếp theo là the boys are going gì đó, the tube and having fun. Những mấy cậu bé này thì đang đi xuyên qua cái ống, đúng không ạ? The tube, cái đường ống, and having fun, rất là vui vẻ. Chúng ta có từ xuyên qua, đi xuyên qua cái gì đó là go through. Câu tiếp theo, Mr. Fox is going đi vào trong, chúng ta sẽ cùng là into, go into. Mr. Fox is going into the tent to have some sleep. Mr. Fox thì đang đi vào trong cái lều và ngủ một xíu. Và câu cuối cùng của chúng ta, the cowboy is going to fall. Chúng ta bị ngã là gì ? Chúng ta có cụm đó là fall off, bị ngã, đúng không ạ? The horse, cái chàng cowboy này thì đang chuẩn bị ngã khỏi con ngựa. Ok, và vừa rồi chúng ta đã học được một số cụm từ, những giới từ về giới từ chỉ sự di chuyển. Nếu các bạn muốn cập nhật thêm những thông tin và những video hữu ích, đừng quên like và subscribe kênh TOEIC Sơn Yến. That's it for today. Thank you everyone. I'll see you in the next video.